Xin chào các bạn. Hôm nay mình tranh thủ một chút thời gian buổi sáng, mình lên khoe đồ Giáng sinh mà mình đã nhận được. Nói chung đa phần là tất cả đều là sách, bởi vì thường mình thích mọi người tặng sách cho mình. Có một cái quyển nó mà thôi, mình hãy đi từ đầu đến cuối. Cái này nó là một cái chuyện tiếng Việt, Tâm bất dính giữa đời vạn thính. Cái này các em gái của mình đã tặng mình. Mình nghĩ là nó sẽ rất là hài hước. Còn đây là ba quyển sách mà mình đã nhận được từ Hàn Quốc. Đây là truyện trẻ con, đây là truyện của khả năng là của Steam, mình chưa đọc. Còn đây là một cái chuyện về cái vấn đề đạo đức và xã hội. Thực ra cái quyển này mình có một cái điều khá đặc biệt muốn chia sẻ. Đây là một cái quyển sách về viết về bạo lực giữa chồng Hàn Quốc và vợ Việt Nam. Cái vụ việc mà khoảng tháng 7 nó xảy ra tại Hàn Quốc và đã được và đã có cái video clip đăng tải lên YouTube. Mình đã nhận được gợi ý thực hiện phỏng vấn về cái vấn đề này. Dĩ nhiên còn một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa, và cái chia sẻ của mình đã được tác giả tổng hợp và cùng với các ý kiến của các cái bạn trẻ khác, các bạn trẻ Việt Nam, các bạn trẻ Hàn Quốc, và viết thành sách, in thành sách như này. Sách đã xuất bản từ tháng 11, nhưng mà mãi đến tháng 12 thì mình mới nhận được, vì nó hơi mất thời gian để mình trong này có một cái ảnh của mình chụp ở trên đây là cái ảnh của mình chụp ở trên mình nhớ là trên phủ Tây Hồ, trên trong quyển sách này có một cái ảnh của mình đính kèm với cả bài phỏng vấn. Bài phỏng vấn thì nó gồm mấy trang, bài giới thiệu này, một trang, hai trang, ba trang, bốn trang, năm trang, khoảng 5-6 trang. Thì cái ảnh này mình chụp năm 2018, mình nhớ khoảng thời gian đó là khi mình đi, mình không nhớ nữa, năm 2018 hay 2017 mình đi lễ chùa đầu năm và mình mặc áo dài truyền thống của Việt Nam màu hường. Nói chung cái khung cảnh nó rất là Việt Nam, và tác giả đã lấy cái bức ảnh này để minh họa thêm cho quyển sách của mình. Sách này tên tiếng Hàn là Urito Terimian Apayo, có nghĩa là kể cả tới chúng ta mà đánh thì cũng cảm thấy nó đau thôi. Đấy là mình dịch như thế. Còn không biết là về văn học thì dịch thuật nó sẽ bay bướm như thế nào. Đây là cái quyển sách miêu tả về đời sống của người Việt Nam. Nó đa phần là các cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc, những cái khó khăn của họ, những cái thách thức của họ, những cái va vấp của họ trong cái đời sống hàng ngày ở một cái đất nước khác, không phải quê hương của mình. Và đặc biệt là có một cái chuyện nó khá buồn, đấy là một cái cô dâu người Việt Nam vì chuyện nấu ăn mà bị chồng Hàn Quốc đánh. Cái vấn đề này nó rất là đáng buồn. Mình cảm thấy rất đáng buồn khi mình nghe cái thông tin như này. Và mình hy vọng là sau khi quyển sách này được xuất bản thì sẽ có nhiều người Hàn Quốc, người Việt Nam, những cái người mà học tiếng Hàn có thể cùng nhau góp phần vào cái việc mà đẩy lùi cái tệ nạn bạo lực gia đình. Trong này tác giả cũng có thêm cái phần
dạy một số cái cụm từ tiếng Hàn đơn giản cho người Việt Nam khi mà đi sang Hàn Quốc sống. Ở trong đây có những câu chào hỏi, tạm biệt, hỏi thăm đơn giản và cách trả lời đơn giản. Thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm một cái video clip dịch những cái câu, những cái từ, câu từ đơn giản này sang tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn để cho cái người đi lao động hay là người kết hôn ở Hàn Quốc, những cái người mà người ta không có nhiều cơ hội đi học thì người ta sẽ có thể xem và học một số cái từ đơn giản. Mình xin tạm dừng cái video của mình tại đây. Nếu bạn nào có thể đọc tiếng Hàn thì các bạn hãy tìm mua quyển sách để ủng hộ. Và nếu như bạn nào muốn tìm hiểu thêm về quyển sách này thì các bạn có thể comment, để lại bình luận và mình sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi mình có thể. Mình xin cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.